Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin nhận các em làm bài tập trong sách bài tập địa lý 6, sách chân trời sáng tạo nha. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu có hết quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ về bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài số 7 chuyển động quanh mặt trời của trái đất và hệ quả. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Hãy điền nội dung phù hợp với đặc điểm chuyển động ở xung quanh mặt trời của trái đất và bạn sao. Giờ như giờ ở đây mình sẽ có một cái bảng gồm có ba cột. Cột thứ nhất là hướng chuyển động. Thì mình thấy là trái đất chuyển động quanh mặt trời thì sẽ là theo hướng từ tây sang đông. Như vậy chỗ này mình sẽ viết là từ tây sang đông. Như vậy là trái đất sẽ xoay xung quanh mặt trời chính là theo hướng từ tây sang đông. Tiếp theo là trục trái đất trong khi chuyển động. Thì mình thấy là trục của trái đất trong khi chuyển động xung quanh mặt trời thì sẽ giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng. Như vậy chỗ này mình sẽ viết là giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng. Giữ nguyên độ nghiêng. Và hướng nghiêng. Đúng rồi. Như vậy là trong lúc chuyển động khi trục trái đất sẽ giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng. Giờ tiếp theo là thời gian hết một vòng chuyển động. Khi trái đất sẽ chuyển động quanh mặt trời hết một vòng hết là 365 ngày và 6 giờ. Giờ về chỗ này mình sẽ để là 365 ngày 6 giờ. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới đó cho hai bạn học sinh nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2, hãy điền nội dung kết hợp vào chỗ 3 chấm trong các câu sau. Như vậy là bán cầu nào sẽ ngã về phía mặt trời nhiều hơn? Thì như thế nào mình sẽ điền vô? Thì mình thấy là bán cầu nào mà ngã về phía mặt trời nhiều hơn thì sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ để là nhận được nhiều nhiệt. Giờ như vậy là bán cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn. Nên là mùa nóng. Ngược lại thì bán cầu ngã về phía mặt trời ít hơn sẽ nhận được ít nhiệt và ánh sáng hơn. Ngược lại bán cầu ngã về phía mặt trời ít hơn sẽ nhận được ít nhiệt và ánh sáng hơn. Nên sẽ là mùa lạnh nha. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy để lên bình luận phía dưới video cho hai bạn học sinh nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3, hãy điền tên mùa vào chỗ chấm trong các câu sau cho phù hợp. Như vậy là khi bán cầu bắc ngã về phía mặt trời thì bán cầu bắc sẽ là mùa hè. Còn bán cầu nam sẽ là mùa đông. Như vậy là khi bán cầu nam ngã về phía mặt trời thì bán cầu bắc sẽ là mùa đông. Còn bán cầu nam sẽ là mùa hè. Đúng rồi. Giờ như vậy mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4, hãy điền tên các mùa và bảng sao, sao cho phù hợp với thứ tự mùa trong năm. Như vậy ở bán cầu bắc thì mình thấy sẽ đúng theo mùa, theo thứ tự chính là xuân hạ thu đông. Đúng rồi. Như vậy mùa xuân tiếp theo sẽ đến là mùa hè. Tiếp theo là mùa khô, rồi tiếp theo sẽ là mùa đông.
Giờ như vậy là bán cầu Bắc là một sân thì bán cầu Nam sẽ là một khu. Giờ bán cầu Bắc là mùa hè thì bán cầu Nam sẽ là mùa đông. Và bán cầu Bắc là mùa khô thì bán cầu Nam sẽ là mùa xuân. Và bán cầu Bắc là mùa đông thì bán cầu Nam sẽ là mùa mùa hè hay còn gọi là mùa hè nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 4, mình sẽ qua tiếp câu số 5. Giờ tiếp theo là câu số 5, hãy điền tên các mùa vào chỗ chấm trong hình sau đây cho phù hợp. Như vậy là ở đây mình thấy là ngày 21 tháng 3, người ta gọi là ngày xuân phân, có nghĩa là chuyển từ mùa đông sang mùa xuân nha. Như vậy bên trái, bên đây thì mình sẽ để là mùa đông. Giờ tiếp theo bên đây thì mình để là mùa xuân. Đúng rồi. Ngày xuân phân có nghĩa là ngày chuyển mùa từ mùa đông sang mùa xuân. Tiếp theo là ngày hạ chí. Ngày hạ chí có nghĩa là ngày chuyển mùa từ mùa xuân sang mùa hè. Như vậy chỗ này mình sẽ viết là mùa hè nhé. Giờ tiếp theo là ngày khu phân. Ngày khu phân có nghĩa là ngày chuyển mùa từ mùa hè sang mùa mùa khô. Như vậy chỗ này mình sẽ viết là mùa khô. Đúng rồi. Còn ngày đông chí chính là chuyển mùa từ mùa khô sang mùa đông. Giờ như là mình xong câu số 5 nhé. Giờ câu số 5 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 6. Giờ câu số 6, hãy điền các ngày bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Bắc và bảng sao. Như vậy là các ngày bắt đầu và kết thúc của mùa xuân thì mình sẽ xem vào đây. Bắt đầu của mùa xuân thì chính là ngày 21 tháng 3 và kết thúc sẽ là ngày 22 tháng 6. Bắt đầu mùa hè chính là ngày 22 tháng 6 và kết thúc là vào ngày 23 tháng 9. Bắt đầu vào mùa khô thì chính là ngày 23 tháng 9 và kết thúc là 22 tháng 12. Và bắt đầu mùa đông chính là ngày 22 tháng 12 và kết thúc là ngày 23, ngày 21 tháng 3, đúng không? Nhìn vào cái bảng này mình sẽ biết được. Giờ như giờ sau khi xem bảng mình sẽ điền xuống dưới đây. Như vậy ngày bắt đầu của mùa xuân chính là ngày 21 tháng 3. Đúng không? Và kết thúc mùa xuân chính là ngày 22 tháng 6. Giờ tiếp theo là mùa hè, thì bắt đầu mùa hè sẽ là ngày 22 tháng 6 và kết thúc sẽ là ngày 23 tháng 9. Mùa hè thì mình nhớ là mùa hè chính là mùa hè, chính là đây là thời gian của chúng ta nghỉ hè, đúng không? Là chúng ta nghỉ hè vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, đúng không? Tiếp theo là mùa khô, thì bắt đầu là ngày 23 tháng 9 và kết thúc là ngày 22 tháng 12. Và ngày mùa đông thì bắt đầu vào ngày 22 tháng 12 và kết thúc là ngày 21 tháng 3. Đúng. Giờ như vậy là mình xong câu câu số 6, mình sẽ qua tiếp câu số 7 nha. Giờ như giờ mình nhớ là mùa xuân bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 nha và kết thúc là ngày 22 tháng 6. Đúng rồi. Còn mùa hè là chính là thời gian nghỉ hè của mình. Là mình nghỉ hè từ tháng 6, tháng 7 đến tháng 8 và tháng 9 chúng ta sẽ đi học lại. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là câu số 7. Hãy điền từ kết hợp vào chỗ trống trong các câu sau. Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9. Giờ như vậy là từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9 thì mình thấy là bán cầu Bắc sẽ ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Đúng không? Lúc đó thì
sẽ là mùa nóng ở bán cầu Bắc nhé. Giờ như là lúc đó là mùa nóng ở bán cầu Bắc và là mùa lạnh ở bán cầu Nam. Và từ sau ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau thì bán cầu Nam sẽ ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Lúc đó sẽ là mùa nóng ở bán cầu Nam và là mùa lạnh ở bán cầu Bắc nha. Giờ như mình xong câu số 7, mình sẽ qua tiếp câu số 8. Giờ câu số 8 dựa vào hình 7.3 trong sách giáo khoa, hãy sắp xếp các điểm ABC theo thứ tự độ dài của các ngày giảm dần và độ dài của đêm sẽ tăng dần. Bây giờ mình sẽ xem lại hình 7.3 trong sách giáo khoa và mình sẽ làm câu số 8. Giờ bây giờ mình sẽ xem hình 7.3 nha. Như vậy mình sẽ xem các điểm ABC, mình xem ngày nào nó có ngày sẽ dài nhất và ngày nào điểm nào sẽ có ngày ngắn nhất. Như vậy mình sẽ có điểm A điểm nằm ở đây, điểm B nằm ở đây, điểm C nằm ở đây. Thì mình thấy là trên điểm C nằm trên vòng cực. Mà mình thấy là cái vòng cực, mình thấy là ngày nó sẽ trải dài từ đây qua đây luôn. Có nghĩa là nguyên ngày 24 giờ đều là ban ngày hết. Như vậy là điểm C sẽ có ngày dài nhất, đúng không? Tiếp theo là điểm B nằm ở chí tiến. Thì mình thấy là ban ngày nó sẽ dài từ đây tới đây. Còn ban đêm nó sẽ dài từ đây đến đây. Như vậy có nghĩa là ban ngày sẽ dài hơn ban đêm. Còn nằm ở xích đạo thì mình thấy là phân nửa là ban ngày, phân nửa là ban đêm, đúng không? Như vậy là mình theo thứ tự chính là điểm C, điểm B giờ tới điểm A, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ để là 1C. Điểm C thì sẽ là vào ngày đó là 24 giờ đều là ban ngày, đúng không? Giờ tới điểm B và tới điểm A. Theo thứ tự giảm gì? Theo thứ tự của dài, độ dài của ngày sẽ giảm dần, đúng không? Giờ bây giờ là vào ngày 22 tháng 12 là bên đây. Thì 22 tháng 12 thì mình thấy là điểm C nằm ở đây. Thì mình thấy là toàn bộ 24 giờ đều là ban đêm, đúng không? Điểm B nằm ở đây thì mình thấy là ngày sẽ khoảng này và đêm sẽ dài hơn, đúng không? Còn điểm A nằm trên xích đạo thì ngày qua dài, ngày qua đêm sẽ là độ dài bằng nhau. Như vậy mình sẽ là sắp ngược lại, có nghĩa điểm A, điểm B dùm ở điểm C, đúng không? Như vậy ở dưới đây mình sẽ sắp ngược lại chính là A giờ tới B giờ tới điểm C, đúng không? Có nghĩa là độ dài ban ngày sẽ giảm dần. Vào ngày 22 tháng 12 thì điểm A sẽ có ban ngày nhiều nhất và điểm C sẽ có ban ngày ít nhất, là hầu như là 24 giờ đều là ban đêm hết. Giờ bây giờ mình sẽ qua mình sẽ xem quỹ độ. Như vậy điểm C nằm ở quỹ độ bao nhiêu? Mình thấy là điểm C nằm ở vòng cực Bắc, chính là quỹ độ 66 độ và 33 độ Bắc, đúng không? Như vậy mình sẽ điền ở đây chính là 66 độ và 33 phút Bắc. Tiếp theo điểm B. Điểm B thì nằm trên chí tiến Bắc, mà chí tiến Bắc là chính là 23 độ và 27 phút Bắc nha. Như vậy đây mình sẽ để là 23 độ, 27 phút Bắc. Còn điểm A thì nằm trên xích đạo thì quỹ độ chính là 0 độ. Giờ điểm A thì chính là 0 độ. Điểm B chính là vào ngày 23 độ và 27 phút Bắc. 23 độ, 27 phút Bắc. Còn điểm C thì chính là 66 độ và 33 phút Bắc, đúng không? Đúng. Giờ như vậy là mình xong câu số 8 nha. Giờ câu số 8 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 9.
Giờ câu số 9 là em hãy điền từ ngắn hoặc dài vào bên cạnh từ ngày đêm trong sơ đồ sao cho phù hợp với hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa nhé. Như vậy mình thấy là mùa trong năm thì sẽ gồm có mùa nóng và mùa lạnh. Ở xứ sở nhiệt đới thì mình thấy chỉ có hai mùa thôi là mùa nóng và mùa lạnh nhé. Như vậy là vào mùa nóng thì ngày sẽ dài hơn và đêm sẽ ngắn hơn, đúng không? Như vậy mình chỉ sẽ để là mùa nóng thì ngày sẽ dài, đêm sẽ ngắn. Ngược lại mùa lạnh thì ngày sẽ ngắn và đêm sẽ dài. Đúng nè. Giờ như vậy mình xong câu số 9, mình sẽ qua tiếp câu số 10. Giờ câu số 10 hãy điền nội dung kết hợp vào bảng sao về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Như vậy là vào ngày 22 tháng 6 thì mình thấy là bản cầu Bắc sẽ ngã về phía mặt trời nên sẽ nhận được lượng nhiều ánh sáng nhiều hơn, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết là từ nhiều. Mùa lúc này sẽ là mùa nóng. Và trên lệch ngày đêm thì mình thấy là mùa nóng thì ngày sẽ dài và đêm sẽ ngắn. Giờ ngược lại thì ở bán cầu Nam thì sẽ nhận được lượng nhiệt và ánh sáng nhận được sẽ ít hơn, đúng không? Nên sẽ là mùa lạnh. Mùa lạnh thì ngày sẽ ngắn và đêm sẽ dài, đúng không? Giờ tiếp theo là ngày 22 tháng 12 thì sẽ ngược lại. Có nghĩa là bán cầu Bắc sẽ nhạt được ít nhiệt lượng và ánh sáng hơn. Nên sẽ là mùa lạnh. Mùa lạnh thì mình nhớ là ngày sẽ ngắn và đêm sẽ dài. Giờ bán cầu Nam sẽ là ngược lại, có nghĩa là sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn, nên sẽ là mùa nóng. Mùa nóng thì ngày sẽ dài và đêm sẽ ngắn. Giờ như mình xong câu số 10 nha. Giờ câu số 10 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 11. Giờ câu số 11, mình sẽ phân qua tròn vào chữ cái ứng với ý đúng. Giờ mình sẽ xem ý nào đúng nha. Câu số 1, ý nào sau đây đúng với chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất? Như vậy đáp án ngay là chuyển động từ Tây sang Đông. Mình thấy đây là câu đúng đó mà. Mình nhớ là chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất chính là chuyển động từ Tây sang Đông. Tiếp theo sẽ là câu số 2. Thời gian trái đất chuyển động quanh mặt trời một vòng là 360 ngày và bao nhiêu giờ? Mình nhớ chính là 6 giờ. Nên mình sẽ chọn đáp án đi. Đúng này. Cái này số này cũng dễ nhớ, mình sẽ nhớ luôn. Đúng này. Vào các ngày nào trong năm thì cả hai bán cầu Bắc và bán cầu Nam nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau? Thì mình thấy là chính là ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9. Thì lúc này ánh sáng mặt trời sẽ chiếu trực tiếp vào đường xích đạo, nên bán cầu Bắc và bán cầu Nam đều nhận được nhiệt lượng như nhau. Như vậy mình sẽ chọn đáp án nào? Chính là đáp án đây. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 nhé. Như vậy mình sẽ chọn đáp án B. Đúng này. Giờ tiếp theo là ngày câu số 4. Ngày nào sau đây là ngày khởi đầu mùa hạ, chính là ngày hạ chí ở bán cầu Bắc? Thì mình thấy là mình nhớ là ngày hạ chí chính là ngày 22 tháng 6.
Có nghĩa là ngày bắt đầu của mùa hè chính là 26. Đúng rồi, mình nhớ là mùa hè chính là mùa hè. Và mình nghĩ hè vào tháng 6 có nghĩa ngày hạ chí chính là ngày 22 tháng 6. Mình nhớ như vậy sẽ dễ nhớ hơn, đúng không? Như vậy là câu số 4 mình sẽ trả đáp án ngay. Tiếp theo là câu số 5. Vào các ngày 21 tháng 3 ngày xung phong và ngày 23 tháng 9 khu phong, ánh sáng mặt trời chiếu hẳn góc vào địa điểm nào sau đây? Mình thấy là ngày phong hay ngày đó thì ánh sáng mặt trời chiếu hẳn trực tiếp vào xích đạo, đúng không? Như vậy là mình sẽ chọn đáp án D. Câu số 5 mình sẽ chọn đáp án D nhé. Vào hai ngày đó thì ánh sáng mặt trời sẽ chiếu hẳn vào xích đạo. Tiếp theo là câu số 6. Khí hậu miền Nam nước ta được phân chia thành các mùa như sau. Thì mình thấy là ở miền Nam chỉ có hai mùa, chính là mùa mưa và mùa khô, đúng không? Như vậy là mùa mưa và mùa khô chính là đáp án P. Đúng rồi. Như vậy là câu số 6 mình sẽ chọn đáp án P. Tiếp theo sẽ là câu số 7. Nội dung nào sau đây không đúng với hiện tượng ngày đêm dài ngắn khe một? Như vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án không đúng nha. Mình xem câu nào không đúng. Câu A là càng xa xích đạo thì chênh lệch ngày đêm càng lớn. Đây là câu đúng mà. Đáp án B là càng xa xích đạo thì chênh lệch ngày đêm càng gần xích đạo thì chênh lệch ngày đêm càng lớn. Như vậy là câu A và câu B là đây là hai câu trái ngược nhau. Như vậy câu A đúng thì có nghĩa là câu B sẽ là câu sai, đúng không? Câu không đúng. Như vậy mà câu số 7 mình sẽ chọn đáp án B. Đúng không? Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng gì thì bấm hết chia sẻ cho một bài cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Thì chúc các em tạm biệt các em nhé.